các bạn. À, tình hình là cái thử thách ăn 100 gói mật bento của mình đã đạt hơn 50k like. Và nói chung là cái thử thách đó mình yêu cầu là 50k like là mình sẽ làm thử thách ăn 100 cái bánh bao. Nên hôm nay đủ 50k like mình đã mua 100 cái bánh bao và bỏ mấy cái tờ tự hâm các bạn, mấy cái lá hâm á, có dụ như là ăn bấm tôm hay là túng tiền gì đó, hoặc là từ tiền gì đó. Nói chung là đây là phiên bản ăn 100 cái, may mắn có tiền bên trong nha. Thử thách lần này là 100 cái bánh bao, khá là nhiều luôn bạn. Mỗi người ăn chỉ khoảng 3-4 cái, nên mình kêu rất là đông, sẽ trâu luôn. Đây mấy thằng em của mình gồm có là thằng cu Dĩ rồi. Đây thằng Dĩ. Nó tàn hình luôn, không nhìn thấy. Đây Dĩ sẽ trâu, hôm nay bắt đầu trắng hả em. Rồi anh Tý nè. Rồi anh Cú nè. Bảo, Tân, rồi Đại với lại thằng cu ăn và ngủ nha. Bây giờ là tụi mình sẽ ăn heo dòng nha. Ví dụ như là thằng Dĩ đầu tiên nó sẽ bóc cái bao lên, sau đó xem bên trong có gì. Ví dụ như là có nước mắm thì nó sẽ ăn bánh bao chấm nước mắm. Sau bắt đầu tới thằng Tý không cản hết. Nói chung là có hình phạt đó là gì hay không, nên có tình tật tự hình phạt đó là gì hay là thử tiền là gì. Sau đó nó bóc vô hình phạt đó thì nó cứ ăn hình phạt đó thôi. Sau đó tới thằng Tý bóc, ok, đơn giản vậy thôi nha. Rồi ok, rồi chơi đầu tiên sẽ là heo dòng Dĩ nhỏ nha. Dĩ hay Dĩ trước hơn gây gô gì đồ quen lựa luôn, 100 cái lựa cái nào lựa, không cần phải lấy xác mình đâu nha. Nói chung là 100 cái bánh bao này thật sự là nó rất khai mùi nước tiểu nha các bạn. Thiệt luôn á. Ăn 1-2 cái còn nghe ít, mà 100 cái này thì thật sự nó rất là khai luôn các bạn ơi. Không hiểu tại sao bánh bao truyền thống mình lại khai mùi nước tiểu nữa. Trăm ngàn. Mè rang. Mè rang. Thằng Dĩ nó đã bóc được chữ mè rang nha. Rồi ăn biểu diễn cho nó ăn. Chấm liền luôn. Rồi cái ăn bánh bao nè em. Lấy cái chén, chế một mè rang vô chén, ok. Chế nhiều nhiều luôn, nhiều thằng chấm mà. Thử gì à? Ủa gì á? Đây là nước sốt mè rang nha. Ủa đó là chấm mè thôi chứ. Mè rang là nước sốt mè rang đó em. Chấm thử cái coi. Nhiều nhiều lên. Cái nữa đi, anh Trung qua vòng, cái nhiều lên lúc kén luôn. Rồi ok. Sao ngon không? Được. Được hả chị, ăn thêm đi. Được ăn thêm, mấy nhắc cái vậy? 2 cái rồi. Ok, bỏ bên kia luôn, rồi tới thằng Tý nha. Vậy cứ mặc định mỗi thằng chấm 2 cái đi. Ok. Cái đó chắc ăn không em? Không à. Cho lửa nha. Thôi xong rồi. Tàu bự là tiền bự em. Riết. Riết mình thấy có số 1 rồi. Ủa, thôi. Cái gì hả? Hồi hộp quá. Hô! Chứ có 10 cái vậy? Vậy lấy không, lấy không? Lấy chứ. Lấy được Dĩ ơi, Dĩ nó mè rang kìa. 10k nha. Rồi, một tí được 10k. Rồi, tí lụm tiền tươi 10k. Rồi, tiếp tục tới là con Tú. Bóc thử gì em, muốn lựa gì. Xa xa mới ngon nha. Kiếm cái nhỏ nhỏ dễ ăn. Càng bự ra càng không nổi nha. Rồi, gỡ ra tờ giấy. Hình phạt. Ủa, đúng quá. Tú bị như nó mới hiếu rượu hay sao vậy? Giờ 10k kìa. Rồi, con Tú bị trừ 10k nha. Chút nó vô tiền là trừ lại nha. Rồi tới thằng Bảo luôn. Cái này bóc. Nhanh gọn cút đồ ăn lẹ. Ừ ăn lẹ luôn, thằng chừng 3 cái gì. Vừa để lỗ mũi vô cái. Quá khai hả? Trầm cà rồi. Sao có 2 kiếm. Ông nội Dĩ với Dư bị chết đói ăn mới đi hết cái rồi lẹ dữ à. Đói hay gì? Đâu ra ăn. Tới giờ chưa ăn rồi tối qua. À chưa ăn gì qua đi chơi nguyên đêm à. 500k. Bảo được 5k các bạn ơi. Cái tem mình xui với tiền đâu mấy á là. Chết bà cho 5k không có tiền lại thôi, Hiếu bảo 5k nha. Rồi giữ giấy lại, rồi tới gần toàn luôn. Bắn tôm rồi. Thôi anh ơi, bậy chết em. Tay luôn. Khui sớm luôn thấy không? Nhín chưa? Mấy thằng bây giờ nó bị ngu rồi. Thợ làm gì rung dữ vậy? 100k luôn. Wow. Wow, 100k luôn. Rồi, bạn nói gì nha? Nhân phẩm. Nhân phẩm. Rồi, vô nhân phẩm mà. Rồi. Wow. Nhân phẩm vũ trụ. Lấy đó tờ màu xanh coi ăn. Rồi, tiền tôi luôn, 100k liền. Ăn không có dục nha. Nói chung là mấy đứa ăn canh thằng Tý nha, nó ăn gian mà nói anh nha, lội ra liền nha, thằng nào mà ăn mà nhả là lội ra liền luôn. Rồi toàn được 100k, vẫn phải ăn hết cái đó nha. Còn bóc 100k bắt lực quá à. Rồi, tới đường Đại luôn. Thấy mất niềm tin vào cuộc sống á. Cho tao tiền á. Thôi chứ toàn. Tiền không, chắc tiền không? Tiền, dẹp rồi để em. Em để hả?
Tương gì ạ? Tương ớt. Chấm mà lúc cán luôn là giống một cái duy nhất. Lúc luôn. Rồi ok. Đó, bắt đầu chấm tương ớt nha. Ăn sao? Ngon mà. Cay không? Cay cay. Cay cay hả? Chấm cay kìa, làm cho luôn. Rồi tới ăn cũng ăn luôn. Nhân phẩm tốt, sợ gì? Nhân phẩm hả? Ôi. Một cam ta. Sao thấy chữ không ạ? Cùng màu với cái áo luôn á. Cùng màu với cái áo luôn á, màu cam luôn á, cam cam vàng vàng luôn. Ăn có gì như bù tẹt lắm. Bù tẹt vàng. Mắm tôm. Mắm tôm, mắm tôm. Đáng thiệt luôn. Gắt may mắn luôn, ăn nó bắt được mắm tôm nha. Rồi đây là mắm tôm của anh cô An nha. Đó là con chim muỗng anh. Ngon. Nhân phẩm, nhân phẩm. Lúc kén luôn. Ừ, rồi ok, chấp nhận. Đã vừa khai nước tiểu mà còn mắm tôm nữa giờ sao? Sao ăn được không? Hết bài luôn. Mặn quá. Mặn quá. Húi không? Không, mặn nhiều quá. Mặn nhiều quá hả? Qua kia. Ok. Khó ăn quá. Khó ăn à? Bánh bao mà với mắm tôm không biết mùi vị thế nào nữa. Coi nhìn tí nhăn mặt kìa. Rồi dĩ ăn hết cho em. Rồi ok em được việc bóc cái thứ hai. Cần khán giả xem cái bóc xa xa thôi, đúng rồi. Cần khán giả xem cái quay qua camera thì chỉ cái quay qua đây. Bóc cái gì cho anh coi coi. Ủa gì hai tờ luôn trời. Gì hai tờ? Bị nhau rồi. Dính đó em. Mấy cái tờ nhỏ nhỏ vậy thường là hình phạt không à. Cửa rung kìa như ông già ông nội ơi. Cần khán giả đi. Cái gì vậy? Vậy tí. Nè, nước mắm, bánh bao cho nước mắm. Nước mắm hả? Bánh bao cho nước mắm, ăn gì cơm nhỉ rồi. Chấm mà nửa cái vô, lúc nửa cái vô. Thầy chấm tới đáy được rồi, cho tới đáy được rồi. Phụ nó bảo. Rồi rồi, ok, chấp nhận, coi chờ chảy tùm lum nha, vũ vũ coi. Rồi, quốc em. Chấm đây ăn kia. Chấm đây ăn kia luôn, hai quý. Có nhỉ tùm lum nè. Nhỉ đâu? Hứng nó tay hứng vô coi. Chấm cái được rồi, hả cãi, chấp nhận cho nó cái được rồi. Cắn cái nữa ơi, cho anh em coi mặn cỡ nào. Lúc kia. Ừ đúng rồi, sao? Mặn. Rồi tiếp theo là cu tí nha. Xui. Gì vậy, cho hết xui gì vậy? À màu xanh. Màu của em thích, màu xanh hy vọng. Màu xanh hy vọng. Rồi hy vọng được cái gì đây? Dạ, tôi nhớ tiền là toàn màu hồng không à. Dạ thì chăm bấm tôm cái tiền lên thắt chậm mày. Thiệt. Mày tin tôi. Màu hường mới là màu cá tính mới là tiền chứ em. Vậy Tú? Bấm ruốt. Bấm ruốt hả? Gắt hay luôn, bấm ruốt luôn. Thấy mày bấm ruốt không? Bấm ruốt mày con tép mà. Bấm ruốt tép mà, tép hả? Ừ, tao phải cá đâu. Tưởng đâu cá sợ. Lúc cán nha anh. Rồi tí lúc cán coi, dạ, mặn luôn. Gì cái nữa ơi, ít quá. Rồi ok, ok, chấp nhận rồi, đen đen cho được rồi. Em nghe mùi tuyệt vời lắm. Không mặn, không ruốt luôn. Cắt thêm cái bấm ruốt bên đây nữa coi. Thử cái bao giống ruốt ăn như thế nào. Mặn dữ à. Bấm ruốt mà. Chà, phơi ha. Đúng rồi, bắp ruốt là tép. Con ruốt á. Tép ăn được hả? Rồi, cú luôn. Cú ăn sết cái kia chưa? Ok, tiếp cái nữa em. Nghe, 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 chỉ rồi. Mấy kia mấy cái không có núm nè. Đù lấy cái xà dữ kìa. Màu gì, màu gì? Rồi, màu xanh, màu xanh. Màu xanh là xong phim rồi. Để kêu lụm đây em chịu đâu. Tao quá anh em vào cho kỳ nữa lắm. Nóc chung nó vui nè. Bấm ruốt chứ gì? Màu xanh bấm ruốt nữa chứ gì? Ớt. Gì ớt? Ớt, ớt tên là ớt tên là ớt sai á. Chết là sai. Bánh bao màu đỏ luôn rồi. Tao bớt lại đi. Ai ai? Tao bớt ăn. Không chứ nó được rồi, đâu được, đâu được cái đâu. Đâu cay đâu. Cay đâu, ớt đâu cay đâu. Ừ, Tú ăn cay được mà. Nó hơi nồng rồi ớt thôi, có hơi nồng. Sao nồng thôi chứ đâu cay đúng không? Thấy không, anh biết bánh lớn lúc ăn rồi nó chỉ ke he he thôi à. Rồi tới ăn Bảo luôn. Đi kiếm cái nào mà không có núm á. Vậy hả? Ừ. Đây không có núm nè. Thử cái coi màu gì. Rồi sao không có màu luôn. Ai làm vụ. Đổi à. Đổi gì, màu hường á. Thấy không, màu hường là may mắn á em. Em đã có hy vọng. Tiền rồi. Cài hả? Thẩm bên cài. Cho Tú miếng nước đây nó bị khá cay rồi kìa. Muối tiêu anh ơi. Muối tiêu, muối tiêu. Rồi Bảo được muối tiêu.
Rồi đây là muối tiêu của cô Bảo nha. Muối tiêu chanh. Muối tiêu thì chấm nhiều nhiều được mà. Cái nữa ơi, nữa các bạn ơi. Ừ, ok. Quất. Quất thử coi bánh bao chấm muối tiêu ra cảm giác thế nào. Đã đúng không? Rồi nhìn mặt nó kìa. Sao được em? Bình thường. Bình thường hả? Rồi cho tới thằng Toàn luôn. Lựa cái nào em? Còn rất là nhiều luôn nha. Để, chẳng lẽ nhân phẩm em tốt nữa hả Toàn? Nhân phẩm em tốt cái nữa. Màu hương mà hy vọng. Màu hương là hy vọng rồi. Chết lại luôn. Nó trăng ca nghĩ luôn á. Có nhân phẩm được không? Nghĩ luôn á. Nó là giọng trai nghĩ luôn á. Từ 20k. Từ 20k là còn 80k nha, tội bị từ 20k nha. Ok, à. Giờ tới gần đại. Nó toàn màu luôn rồi. Người ta ăn con màu nãy giờ. Màu gì á? Màu hương. Đây là tiền đầy hy vọng nè. Đây. Ôi, tấm bự ghê, nghi ngờ lắm á. Tấm bự mới ngon quá em. Ông tấm bự là em ship á. Ông toàn làm cái gì vậy? 100k 10k anh thấy số anh tưởng là 100k. Lấy em đó tờ 10k coi. Ok, 10k có con đại luôn. Rồi tới cô An. Đâu có dễ giao tiền của anh mấy em. À, qua xả bi rồi kìa tụi bay. Qua xả bi hả? Đúng rồi. Bạn ăn được bầu hường tiếp nha. Cái gì sao chữ không ạ? Sao chữ đậm ngoài là ngồi ai ship lạ à? Chữ không ạ? Chữ không là mắm á. Là... chứ không là hiểu qua sao bì vậy. Cái đó là làm hồi hộp à. Từng ớt. Chắc không? Từng ớt. Từng ớt không có gì là đáng sợ hết. Rồi. Nước tương. Đâu. Thiệt nẻ. Đây cô ăn vô nước tương, nó tưởng đâu tương ớt các bạn, thấy chữ tương. Ai gọi là nước tương nha. Cảm giác thử coi bánh bao chấm nước tương là như thế nào nha. Ăn nhớ cho mấy bạn review cho mấy bạn biết trải nghiệm nha. Cảm động quá. Rồi ok, nửa cái vậy là ok rồi. Hứng không, cho hứng luôn, cầm cái này hứng luôn em, cầm hứng luôn em. Rồi, ok, Quốc hứng em. Từ cho đó thôi. Mẹ ơi. Bao cũng được đó. Được hả? À? Bao nước tương được. Nhưng mà tanh quá, tự nhiên tanh chưa có đồ ăn đó. Ừ. Ok, bây giờ vòng qua bên thằng Dĩ xong chưa? Cho nó ăn nhanh chứ hả? Nó bị bỏ đói hay sao á? Ok, tiếp tục, cái thứ ba luôn. Nó bị bỏ đói qua giờ. Cho lựa thoải mái luôn em. Chắc không? Có màu gì? Màu vàng kìa. Màu xanh. Chết cha. Chết cha. Wasabi. Wasabi. Vậy được 3 cái bạn ăn dữ ha. Chữ gì vậy? Chữ gì vậy? Nước mắm hay gì nữa nè. Mắm ruốc. Anh thấy rồi, mắm ruốc. Mắm ruốc các bạn ơi. Tao đây cái màu da mắm ruốc kìa. Thôi bấm vô người ta là mặc định nha bay. Người ta mắm ruốc đúng không? Đây mắm ruốc. Như vậy mới được cực với khán giả đúng không? Chụp chín chín miếng e miếng nữa đi. Ừ rồi ok. Bạn phải cẩn trọng hơn chứ gì. Anh chấm bên đây ăn bên kia không bay. Let I quy luôn á. Rồi tới 1 tí luôn. Chắc không? Nè coi là nhân phẩm nè, nhân phẩm không? Nhân phẩm tốt không? Phẩm màu hương có gì có nhân phẩm tốt á. Nhân phẩm tốt. Màu hương bự với tay, màu hương nhỏ là hên xui lắm nha. Đụng sỉ cái da luôn. Ăn xíu à. Mấy cái dung dung là tiền á. Ăn xíp mà. Hù. Hết hồn. Muối tiêu. Muối tiêu. Nè. Đây. Hù nó lại anh. Tí. Hô. Muối tiêu mà. Cái nữa không? Đây muối tiêu. Rồi ta cú luôn. Lấy ngàn dĩ hả? Màu gì hả? Màu hương hả? Wow, cái đó mới ngon á, màu hương bự mới có cái hy vọng á. Em màu hương nè, màu hương nè. Được gì? Màu bự giờ. Tiền rồi. Để nó đứt óc máu luôn á. 10k. Căng ra. 10k hả? 10k. À nãy Tú nó từ 10k giờ bóc 10k vậy là quầy vốn nha. Ok, Tú đã xóa nợ thành công rồi nha. Rồi tiếp tục tới thằng Bảo. 20k. Ok, tới Toàn chưa ăn xong nữa. Vậy bỏ Toàn luôn qua các đại bóc luôn em. Rùng. Rùng. Mắm tôm. Mắm tôm.
Ủa nãy thì có ai vô bóng tôm chưa? Có Tí hả? Có em. Ủa ăn vô bóng tôm giờ tới thằng Đại Đại cô ăn vô bóng tôm luôn rồi. Phòng ra nữa. Đúng ké. Rồi ok. Trời nó phơi kìa. Được không? Ngon. Mặn à. Rồi tới ăn luôn. Tao nhìn phỏng hàng kế bên rồi kìa quá. Ăn đang là cười cái máy. Thôi gì em? Còn Hương là tiền rồi, em tiền vô rồi. Chắc không? Nó là nhỏ hả? Mà Hương nhỏ là không phải tiền rồi. Tiêu. Tương ớt. Ủ tạc. Cái gì vậy? 5k. 5k, ok, ăn vô được 5k. Đỡ chết. A few moments later. Rồi à, sau 5 phút thì à, chỉ có thằng Dĩ ăn xong thôi nên bây giờ là tới vòng Dĩ nha. Nó hả? Ừ. Cái đá mà tụi nó vẫn đang nhai. Mau hơn. Được gì? Coi có nhân phẩm dân toàn không nha. 10k. Tao bảo đây. Em sao rồi? Rồi dứt đi. Nó giỡn à. Xong vậy còn giấu đây nè, sao không gì? Rồi tội xong chưa? Tội qua vòng luôn, còn Đại. Rồi xong rồi nè, bóp cái nhân phẩm đi. Ừ, cái nữa, thử cái Đại. Thử cái hên sao em. Bóp cái mình đi, bóp cái mình thử cái hên. Thì nãy giờ mình bỏ qua phần mai của mình sao. Rồi. Đó, một hường thấy không. Đó, có xỉu tiền đâu kìa. 2 số 0 rồi. 2 số 0 hả? Chắc không em. Mày chừng trừ 100k ông nội. Như lại mất đó luôn à, đâu có, chém gió mà. Sao, được cái gì? Được 100 nghỉ đi. Cái chi ca rồi. Á đồ. Oh, wow, đâu được rồi em con rồi. Kế bên em luôn. Phải cho 100k liền. Nói vặn mai ngay mình luôn đi bóc lựa đâu cho xa xa, thật ra là vặn mai ngay bên mình luôn. Tớ tí rồi quay mình tí đi. Tí xong hả? Còn kìa, có Tú nè đúng không? Tú rồi, Tú. Em đi luôn rồi. Rồi còn Tú Tú nè. Mình chơi cái nhà mình đi. Mình chơi cái nhà mình đi, đi xa xa làm gì? Có số không? Có cái chữ K rồi. Thấy chưa? 5k. Từ 10k. Có K là được rồi. Bây giờ mắm rút ném cái chữ K để nguyên chữ mắm rút luôn. 20k. 20k, 20k. Trời nhà em ok, à. Lộn 20k. Anh Toàn là sao em? Em thử cái luôn. Thử cái luôn ha. Gì vậy? Mè rang. Nước mè rang. Chấm ăn thử mè rang trải nghiệm đây em. Ngon bình thường. Đây trải nghiệm miếng mè rang coi. 20k rồi. Rồi ok. Dẹp đèn giùm anh coi ăn. Rồi ok, bây giờ chỉ còn có Tí nè, thằng Bảo với lại cu ăn là xong rồi nha. Mấy cu kia là nó vẫn còn đang chưa ăn xong các bạn ơi. Em đi nhà của em. Rồi Tí xong hả? Rồi giờ dứt luôn em. Cái nhà này bị bóc mà. Nhà mấy mấy lựa. Vậy lựa gì vậy? Chắc không? Ai không biết nữa. Nghe vậy em hả? Tại sao nói gì vậy? Thôi tao nhỏ là tiền ít ghê, tao nhỏ hơn hình phạt không à. Cái em lựa kỹ giúp mà ba. Trời, bây giờ ghen mới dễ không? Lẹo quá gì vậy? Rụt quá rớt luôn kìa. Mù tạc rồi, nãy chưa ai bấm mù tạc đúng không? Nắm nắm cái gì á? Mù tạc vàng hả? Mù tạc vàng. Trời ơi mẹ ơi, ăn nó nặng cái thịt gì nhìn ghê quá ăn. Nào. Nhọn nhọn nè không? Ôi ghê quá à. Đâm lúc kén. Để em giúp anh nha. Lúc kén. Ghê quá đi không? Ghê quá. Ghê. Coi đồ luôn nè. Coi ơi, coi giống giúp đi. Bên vào mà giống mù tàn vàng nhìn đúng ghê luôn. Giúp bạn. Không có chút, giờ ngắm một hàng thôi. Mình lừa tí. Mày lừa hay dữ hả? Chưa ăn rồi. Chưa ăn nữa, chỉ mới nghe mùi thôi hả? Nó làm gì có mùi anh? Đâu nó nghe mùi nó sao á, nó hôm hôm sao á. Mùi cái vậy. Thôi chút quạt. Thôi không có chút. Cắt cái cho anh em ta coi trải nghiệm coi, review thôi mà. Trả đâu hết luôn kìa. Chưa ăn luôn à. Thôi đầu hàng ha. Rồi rồi, đầu hàng rồi. Nhìn đủ rồi. Nói bỏ ơi, nhìn ghê quá à. Bỏ. Ủa
Rồi tí chạy luôn các bạn ơi, nó đầu hàng rồi, thấy cái đó là nó chưa kịp ăn luôn, nó đụng lại đầu hàng rồi. Lựa, lựa. Nó lựa cái tờ đó, nó lựa đúng không? Trong lúc mình đi lên trên trển mình hai pin cái máy quay các bạn, tí nó lựa tờ màu hường, kết quả là được màu hường mụ tạc vàng nha. Cái gì ở chính gì kìa. Rồi ken nó lại rồi, ok ken nó lại, nhìn ghê quá. Ken đó rồi, bảo xong chưa, bảo xong chưa? Dẫn em ở nhà đây, chơi nhà của em có được không? Không ạ. Rồi dẫn đi đó, màu hường kìa. Sao nhỏ vậy à? Bù tẹt xanh. Chết rồi. Nhỏ rồi lại bù tẹt vàng tí rồi. Bỏ ra. Rồi. Không phải ca nữa. Không phải ca là biết rồi. Nó vừa khai mà vừa cảm nhát. Cảm nó chua. Nó đang nghe khai rồi. Mà chua ăn rồi đó ghê hả? 5k thôi. Giờ nãy anh thiếu 5k đúng không? Giờ 5k đó là 10k ha. Rồi vậy là 10k chứ giờ anh còn 200k à. Ok vậy em giúp cái đó rồi Toàn. Ủa Toàn chưa xong hả? Rồi vậy đợt ăn nha. Rồi cô ăn một tạc xanh, một tạc vàng vậy cái nữa. Căn cái nhà em đi nè. Thôi dẹp. Chắc cái nhà mình đi đúng rồi, màu hương thấy không? Đó. Cuộc sống này luôn tốt tốt đẹp đó với anh. Có số không? Rồi có số không? Em ăn xong rồi anh ơi. Sao số? Em nộp quá. Giỡn rồi cái gì vậy? Rồi ok, cô ăn được mè rang nha. Rồi có ăn xong chưa? Em... Tú, Tú hả? Rồi dứt Tú. Trời nhà ơi. Mày tên nhân phẩm của anh Tý mày đó hả? Đừng bị tí dụ chừng bù tạc á. Nè cái này nhỏ nè. Ồ nè. Mày màu hương hả? Mày màu hương hả? Mày màu hương hả? Màu hương hả? Bánh bầu đừng đi dục em. Nhân phẩm anh tao tốt lắm nè. Mày màu hương hả? Nhầm hùi lúc đầu hai cái nha. Nè nó bóp đi. Tệ với mày. Bóp đi. Cuộc sống đánh đổi. Ừ, anh rung bóp được, anh rung kìa. Bóp được tí luôn kìa. Đầu em luôn á. Mắm tôm. Có số không, có số không? Thấy chữ rồi đâu, có thằng chữ luôn. Mua thịt xanh. Ờ, bự Rồi. Đúng rồi luôn rồi. Anh là hiểu luôn rồi. Chết luôn rồi. Nghe luôn rồi. Em thấy có lỗi gì mà tốn của anh đây? Chữ gì ạ? Mắm tôm. Muối tôm. Muối tôm. Lúc luôn ngon mà. Ừ, rồi ok. Dứt. Dứt muối này nữa. Muốn thử cái ăn ngon em. Đã không? Ngon hả? Rồi, ủa, đã sao rồi hả? Nữa không em? Cái nữa, một cái nữa. Cái nữa hả? Ok, cái nữa. Về cho anh cho ăn. Để đâu? Đây. Rồi, ok. Màu hường luôn. Rồi, tiếp tục màu hường. Màu hường còn nhỏ quá. Màu hường bự kìa mấy tiền. Cái gì á? Mè rang nữa, không có gì nổi trội hết. Chỉ có ngọt thôi à. Rồi, vậy chuẩn bị bóc cái hư nam luôn. Ăn rất là ghê đó bạn. Bụng không đái hả? Đồ, anh đã dành màu hường cái ảnh hay sao ta? Màu hường bự hay nhỏ? Nghe mày bệnh cự. Ờ, màu hường bự là đúng, đúng coi chừng tiền á. Mà cũng có nguy cơ là hình phạt nữa nha. Có cái số hay là chữ? Chữ rồi. Có chữ K kìa. Ờ, có tiền kìa. Có chữ không mà. Tiền, mở lẹ đi tiền á. 100k. Rồi, có chữ 1 qua 100k rồi. Chết. Mắm. Mắm. Bù tạc. Rồi, ê, mày ăn với em. Rồi, đây là bù tạc xanh các bạn, wasabi nha. Quốc thử cái bánh bao chấm wasabi kia như thế nào. Sợ nữa chứ, chấm em. Chấm lúc đi. Hụt rồi. Rồi đó. Cắn cái coi, nghe cảm giác sao? Cái gì vậy? Sao mấy người này? Nó chưa ăn đâu mà, làm gì ghê quá hả? Đau mà. Thơm mà. Đau. Chăng. Rồi. Cắn cái cho biết. Nhẹ nhàng rồi, cắn cái rồi. Ơi, nó chấm bên đây mà nó cắn bên kia kìa, ai quý không à? Thôi nó cũng đầu hàng luôn rồi, bỏ qua luôn rồi. Cuối cùng là chính là Bảo, 5 cái thôi Bảo. Ok, cái nào em? Đây vàng trong đây bóc số đó Bảo. Rồi, bóc số coi số gì? Đúng không? Chắc ăn không? Ơi. Nó tình tưởng em ơi. Tình tưởng em à? Nhỏ xíu à, chết rồi. Bị bất giá cực mà. Đâu, tiền kìa, ca kìa. Chia nha, chia 50 nha. Trừ. Trừ mấy ca, trừ mấy ca.
Từ 10k, nãy anh thiếu em 10k đúng không? Giờ từ 10k rồi, hoài nha, xóa nợ nha. Rồi kết thúc rồi hả? Không có ăn nổi nữa hả? Tốt là miếng à. Tốt sao em? Nói không? Cái đó Tú, đang ăn giùm luôn cho Tú. Rồi cho em bấm cái nữa luôn, lỡ khi may mắn sao? Đây này Tú, đây này, cái này. Đây nè. Ông bắt thôi em. Chút xíu rồi. Rồi. Nè, không nghe tiếng gọi của đồng bào nè. Mít Tú. Bị phá. Không ăn được của phá nha, để im nha. Chúc anh còn ăn à. Này bật cái đồ kia trâu luôn. Tôi bự quá thôi. Ra tội cho ba. Tôi bự hả? Chú mờ rồi. Nem chua. Nem chua. Đâu? Mắm nêm, mắm nêm. Rồi ok, nói chung là tụi nó đầu hàng đó là hàng mỗi hàng được khoảng 4-5 cái đầu hàng rồi. Rồi kết quả là chỉ được nhiêu tiền em? 10k rồi tí được nhiêu? 10k luôn rồi Tú. 20. Đại nhiêu em? Em 20. Toàn được 80k đúng không? Đại được 100k. 110 hả? 110. 110 còn ăn nhiêu em? Sao ai cũng có tiền hết rồi. Nay là đúng ăn nhỏ luôn, ăn 5k các bạn ơi. À, nói chung là bây giờ hôm nay là do cái clip ăn 100 gói mực bento đủ 50k like nên mình thực hiện lời hứa là 100 cái bánh bao. Kết quả là kêu rất là đông luôn, 7 hàng. Mỗi hàng được khoảng 4-5 cái các bạn ơi. Nói chung là ăn cũng gần được phân nửa. Cũng còn rất là nhiều luôn, nói chung là chắc nghĩ hôm nay là cả team mình là chiều nay rồi tối nay là chỉ ăn bánh bao các bạn ơi, còn quá nhiều luôn. À, vậy cũng như tới đây, nói chung là hôm nay là 100 cái bánh bao, may mắn có tiền bên trong. Kết quả là người may mắn nhất chính là thằng Đại với lại thằng Toàn nha. Còn người xui xẻo nhất chính là cô An, được 5k nha. Bây giờ đổi tên ăn 5k, ăn 5k. À, bạn lỡ video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ làm clip khác. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Nếu video này của mình được nhiều người ủng hộ bằng cách like và chia sẻ, có thể mình sẽ làm tiếp các bạn. Chứ làm những cái video mà 100 cái như vậy thật sự là rất là tốn tiền và rất là khó ăn nữa. Mấy cu là nó bó tay, rất là ớn cái thử thách này các bạn ơi. Nhân phẩm kém không à. Nhân phẩm kém là không may mắn đúng không? Ờ. Nhân phẩm kém không à.